các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Rùa đây. Thì cái clip hôm nay mình đã kiếm được một map ba cua cực hay anh em ạ. Tuy chỉ là một map workshop ba cua do game thủ xếp QQ tự làm ra thôi, nhưng mà làm chi tiết cực kỳ anh em. Một map mà có rất nhiều bí ẩn, rất nhiều cạm bẫy đang đợi mình phía trước. Thì mình có nhờ hai anh em vô trợ giúp, anh em Việt Nam vô trợ giúp mình, tại vì mình cũng không biết nhảy map này. Mấy anh em này biết nhảy này ấy. Ok, thì đây là step 2 rồi. Step 2 thì đây là đường chính anh em, và đây là đường tắt này. Ôi, em nhảy lên cái đấy, nó búng vào đây. Lúc đấy mình chơi step 1, step 2 rồi. Ui, đừng mày mất đà. Ui, mất đà bunny ạ. Ui, bên dưới là cạm bẫy này nha anh em. Anh em thấy không? Đấy, chưa gì mới vào step 3 là anh em đã thấy cạm bẫy rồi đấy. Rồi, bắt đầu nào. Lúc đấy mình chỉ chơi được đến có step 3 thôi. Mình thấy hay quá nên mình vô làm clip review cho anh em xem liền. Ui, bunny. Ui trời ơi, anh em thấy gì chưa? Anh em thấy gì chưa? Như kiểu một cái lăng mộ kim tự tháp anh em ạ. Đấy, bên dưới này là rất nhiều cạm bẫy này. Nhảy xuống rớt cái là anh em xác định thôi. Chúng ta nhảy lại. Rồi, chúng ta sẽ review một chút nha. Ui, anh em thấy làm chi tiết không? Game thủ làm hơi bị chất chơi người rơi đấy. Đây, step 3 đây. Đạp cho cái step 3 cái. Nên review cho anh em xem. Mấy cái này là phải tự làm hết anh em ạ. Đặt từng cục gạch một. Mất máu kìa. Quay. Được nhờ. Map đầu tư vãi nồi. Rồi bây giờ đi đâu? Ui, dưới nó có cái hầm kìa. Ok, bắt đầu mấy anh em sẽ hướng dẫn mình. Chứ mình gà mờ đã biết gì đâu. Ui, chỗ này bị chặn hết rồi này. Rồi đi đâu bây giờ anh em, mình đi đâu? Ôi, ôi chỗ này có nhiều đường đấy. Ui, hai đường này. Ui, như kiểu mê cung ấy. Như kiểu cầu thang kìa. Ôi, tổng cộng map này có 3 đường anh em ạ. Step 3 rồi, nó có 3 đường rồi. Thử đi đường này đi đúng không anh em, mình hướng dẫn đường này. Ôi, đường cụt à. À, ui. Ôi, cạm bẫy. Mất máu. Đừng. Em chưa muốn chơi lại game đâu. Rồi, ok. Ôi, dưới này mất máu anh em ạ. Quay rồi. Mấy ông hướng dẫn kiểu gì, mấy ông đã chạy đấy rồi. Hướng dẫn chả có tâm gì hết. Rồi, bên này anh em phải cần trôn 5 lần. Nhìn nó xa quá nồi ra. Nhảy. Ui, thanh niên kia đứng ở chỗ đó chết luôn kìa. Vãi nồi. Nhảy khó thế. Cần trôn. Đừng mày nó xa vậy, sao nhảy ta. À được rồi. Ok. Ui, cần trôn chỗ này phải 7 lần. Ui rồi, không uổng công mới đập cái bàn phím kia xong. Mua cái bàn phím cơ mới anh em ạ. Nhân sướng vãi nổi. Đấy, bắt đầu đi lên trên kia thôi. Đấy, bắt đầu có vẻ thích thú rồi đấy. Chúng ta đang ở vào trong giữa lăng mộ của cái map này rồi. Ui. À, có 2 đường. Ok. Có vẻ đường này sẽ nhanh hơn anh em ạ. Qua luôn. Cầm đèn chạy trước ô tô anh em ơi, tí rớt. Cái thằng chỉ map cho mình nó bị cái hẹo rồi. Thôi cầm đèn chạy trước ô tô luôn cũng được. Đi khám phá cho vui. Ôi, qua step 5 rồi này. Vâng, có 2 đường, hình như nhảy xuống đây là anh em sẽ bị ngọt của tỏi. Búng à. Ui, đừng bày step 5 này. À, step 5 cũng có 2 đường luôn anh em ạ. Hình như đường này đường chính này. Đường chính thì lúc nào đi cũng chậm hơn đường tắc rồi. Ngồi thế này là mình biết đi hơi bị chậm rồi. Thử xem đường tắc có gì hot không. Anh em phải nhảy lên mấy cái bia này à? Hay là thôi mình đi đường chính luôn anh em. Tắc tổng cái gì. Nhảy. À. Nhảy. Đừng có cái gì nó đập trên đầu mình ấy. Kiểu chỗ này nó thấp. Nó thấp quá. Thế nào, đây có cái gì vướng trên đầu mình này. Ui dồi ôi. Cần cho 5 lần không qua, nó xa thật sự. Không sao, mình biết cái nhảy rồi. Ui dồi ôi. Ôi đi trên đó cũng được à. Ôi sao không nói sớm. Đâu Phong. À, bên dưới này ngoài anh em nhảy mà rớt xuống này là xác định anh em ạ. Nguy hiểm thật sự. Rồi, nhưng mà mấy cái này chỗ này quá easy đối với mình. Ui.
Uầy, đây là giữa lăng mộ này anh em. Ui, mất bóng, cái gì đấy? Ôi, đây phải chết luôn kìa. Ui. Uầy, nhìn hoành tráng nhỉ. Được đấy, cái map này đầu tư công phu thật. Nhảy qua bên này. Nhảy. Ôi trời ơi, toàn những đường nhảy cơ bản thôi. Không làm khó được mình, không làm khó được mình. Rồi, mấy game đã đi sau lưng mình rồi. Ui, trong này có một căn phòng nữa này. Uầy, thanh niên nhảy tự tin vậy. Qua luôn bạn ơi. À, búng bunny, búng búng bunny, 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 bunny luôn. Bunny, ôi, đi qua, em đi xa quá rồi. Đâu, 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 à, đây à. Ê, có cái khe nhỏ nhỏ này. Ồ, đi qua đường này anh em. Ồ, ngon. Nhảy qua, nhảy qua, rồi ok bạn ơi. Ui, mấy cung à. Uầy, map nào cũng có 2-3 đường hết anh em. Chúng ta không biết đi đâu và về đâu luôn á. Uầy, nhìn xịn thực sự. Uầy, nhảy xuống, tự nhiên bị rớt rồi. Vâng, tự nhiên rớt xuống cạm bẫy rồi. Rớt xuống là chỉ có hẹo thôi nhá anh em. Uầy, như kiểu mấy cái cọc này, như kiểu mấy cái cọc nhọn đấy nhỉ. Cái map này mà kiểu vuốt được cái mấy cái cọc này cho nhọn 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 là định mệnh hợp lý này. Ui. Nhảy xa thế. À, đi lại bên này. Gọi anh em nhìn thấy cái map đồ anh em. Ủa, map thiết kế căng nhở. Cứ như mình đang vào một cái gọi là hầm mộ cổ đi khám phá vậy. Được đấy. Uầy. Được, 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 được. Ông nào thiết kế có đầu tư. Nhảy. Xa thật sự. Xa thế. Xa thế. Ui, lâu lắm rồi nhảy. Nhảy ba cua mới toát hôi tay này. Kiểu bên dưới này mà mấy cái cọc tròn tròn này mà nó vót nhọn lại. Ui, nhìn được mình đúng chất là như kiểu mình đang khám phá một hang động, một hầm mộ ấy. Ở chỗ này vậy sao? À, ra chắp mép. À, đây 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 đây. Chỗ mấy chỗ mép này này anh em sẽ có đà nhảy qua. Ôi, địch mệnh. Khó thế. Từ lại lại lại. Lại anh em mày. Nhảy qua rồi. Đấy, anh em nhảy cứ bị vướng vướng cái này trên đầu này. Chỉ cần sẩy chân một cái thôi là mình sẽ đi về với cát bụi. Kiểu trên map parkour này nhảy chỉ có một mạng thôi, nhảy cảm giác hơi run đấy. Nhưng may là nhảy mình được hồi sinh. Ngon. Cái map này thiếu thêm vài cái lăng mộ của pha la ông nữa. Lấy ở mà cái map kim tự tháp ném qua thì thôi chứ. Lại hợp lý vô cùng luôn anh em ạ. Như khám phá đây mình lăng mộ pha la ông vậy. Nhảy cứ vướng vướng khó chịu thế nhỉ. Đến đoạn này mình phải lấy đà nhiều quá. Ôi, không được. Nó xa quá. Có đường ấy này. Có đường cơ bản này. Bệnh. Sao bạn không nói sớm làm mình nhảy cái chỗ này cực khổ vãi nồi. Thôi, đi đường này thôi anh em ạ. Ngu thì chúng ta không lên đánh đu với đời làm gì. Cứ đi mấy cái đường cơ bản này thôi. Ồ, cái chỗ này đi qua được hả? Rồi, 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 rồi. Qua liền bạn ơi. À, có cái cục ở đây này. Tự nhiên bị chạm cái cục. À, tự nhiên rút kinh nghiệm. Được bệnh rất cay, rút kinh nghiệm ngay. Đi anh em ơi. Vẫn còn nhảy nữa à? Nhảy năm nhảy lốt. Rồi rồi rồi. Vâng, bên này thì cũng có hai đường luôn. Nhảy lên được, không nhảy lên được. Uầy.
Có vẻ bên này là bên dễ anh em, bên này bên khó này. Nhìn cái cục có nhảy nhảy xa hết nồi ra. Ui, cả chục 3 lần. Ui, làm sao? Mấy cái đấy đơn giản lắm mà. Easy. Ôi ôi ôi, gần qua rồi mà. Lại anh em ơi. Ui, rồi. Anh em chỉ cần control khoảng 4 lần thôi là có thể qua được cái chỗ này. Lừa sao được mình. Ok anh em ơi, tiếp tục. Đâu, chỗ nào nữa? À bên này, ok. Ui, nó nhảy sai ấy. Ui, nhảy màu, anh em bây giờ mình nhảy màu hụt cái là rớt xuống cái kia là ngõm luôn đấy. Không là sợ độ cao đoạn này chắc đái ra quần. Ui. À, ok. Biết đường nhảy rồi. Ô, cái map này thiết kế kiểu logic nhau nhở. Ok, qua đây anh em, qua đây, ok. Ôi, quá, mình phản xạ kịp, ôi. Tí ra xuống đây anh em ạ. Cái thằng tạo map nó tính hack não mình nhưng mà đâu có được. Tí nữa sớt. Ôi, mình vừa nhảy đây xong phản xạ bay phải lại nhảy kịp. Ôi, hết thật. Mày cái thằng tạo ra map luôn nhá. Rồi. Sáu tép 11, vẫn có 2 đường đi. À, cầu trượt à? À, hiểu luôn. Hình như bên này cầu trượt có cái thanh này. Ở bên này bên dễ hơn anh em ạ. Bên này có cái thanh nó bám mình lại này. Nói giờ nhảy qua rồi. Ơ, chết luôn. Rớt cái chết luôn. À, đây là cầu trượt sinh tử anh em ạ. Nhảy. Hay bạn ơi. Nắm lấy tay mình. Ui. Qua rồi. Xuống đấy bạn. Có anh em đây rồi. Rồi đây, đưa tay đây. Ui. Cứ như khi khám phá hầm mộ thật sự vậy. Thôi anh em đi trước nhá. Dễ dàng vậy. Chỉ vậy thôi sao? Ui, nhìn kìa. Uầy, có vẻ cao anh em ạ. Ý, nó không nhận phím cái đầu phòng nhà nó. Thôi tại nhiên kìa, đi tốc biến ghê vậy. Ok, nó sẽ tép 13 rồi. Ủa, hay là win rồi hả? Ủa, sao chưa phim gì ta? Anh em có thể thấy là cái map này người thiết kế cũng rất là có tâm nha. Ui, thiết kế rất chi tiết. Ủa, dưới này có cái gì vậy? Bẫy à? Nhìn nguy hiểm vậy. Ui. Ô, phim đi rồi này. Ô, win rồi. Uầy, anh em thấy cái map này thế nào? Mình thích được đấy, anh em thiết kế hơi bị căng đấy. Khoan, anh em, clip vẫn chưa kết thúc đâu anh em ạ. Anh em mình vừa tìm ra những cái điều bí mật ở trong cái map này. Những đường tắt địa đạo mà mắt thường không thể thấy được. Những con đường bí ẩn chưa được khai thông mà mình phải thể hiện sự lươn lẹo ra mình mới tìm thấy được. Ok, anh em cùng theo dõi nha. Mình clip này quá dài rồi nên mình chỉ làm vài đường cơ bản thôi. Đây, chỗ này anh em sẽ nhảy qua. Đấy, anh em thấy không? Nó sẽ khượng anh em lại. Anh em đi xuyên tường. Ôi, anh em thấy một địa đạo chưa? Nhảy lên nó không lên được đâu em. Và đây. Anh em thấy chưa? Thấy chưa? Một đường búng này. Búng cái. Qua step 2. Step 2 rồi, mình đi bên phải đúng không? Bây giờ mình xin bên trái. Mình sẽ đi vào đây. Ui, được trên đường không? Được không anh em? Những địa đạo mới. Vâng, chúng ta sẽ đi vào một cái gọi hang động. Đây, những điều bí ẩn đang đợi mình tiếp theo. Ồ, thấy chưa? Ok, thì nếu anh em muốn mình làm thêm hết tất cả địa đạo của cái map này thì đừng quên comment cho mình và để lại cho mình một like và một subscribe nhá. Rồi, bye bye anh em, hẹn anh em vào những clip tiếp theo.